Quý vị đã theo dõi chương trình Thời sự ngày mới trên kênh truyền hình BRT và bây giờ là đến nội dung điểm tin báo chí. Thưa quý vị, mấy ngày nay dư luận xôn xao chuyện chính quyền tỉnh An Giang đưa ra đấu giá hai mỏ cát sông Tiền, sông Hậu với giá khởi điểm đấu thầu chỉ 7 tỷ 200 triệu đồng nhưng được doanh nghiệp bỏ giá lên đến 2.811 tỷ đồng. Người dân đặt câu hỏi là liệu khi doanh nghiệp trúng thầu có phải doanh nghiệp được khai thác cát trên sông Tiền, sông Hậu mãi mãi hay không? Và trả lời phóng viên báo Tuổi Trẻ về việc doanh nghiệp bỏ giá thầu mỏ cát cao gần 400 lần so với giá khởi điểm, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho rằng, có thể doanh nghiệp đấu thầu hai mỏ cát sông Tiền, sông Hậu không tìm hiểu kỹ các quy định của tỉnh nên tham gia mức đấu thầu lên đến 2.811 tỷ đồng. Theo ông Trí, muốn lấy được quyết định trúng đấu giá, doanh nghiệp phải nộp lần đầu 145 tỷ đồng đối với mỏ cát sông Tiền. Các năm tiếp theo, doanh nghiệp phải nộp trên 500 tỷ đồng. Và doanh nghiệp trúng thầu chỉ được khai thác mỏ cát không quá 5 năm. Với số tiền lớn như vậy thì ông Trí đang e ngại có thể doanh nghiệp trúng thầu sẽ bỏ giữa chừng. Hình thức livestream bán hàng qua Facebook đang được nhiều người sử dụng, từ bán mỹ phẩm đến quần áo, giày dép, túi xách hay là thực phẩm chức năng, và thậm chí là một chiếc túi Gucci đã qua sử dụng thì có giá gần 100 triệu đồng. Nhưng khi livestream cũng có khách hàng chốt đơn ồ ạt. Theo nhận định của báo Thanh Niên thì ngoài việc các cá nhân đó có nhiều chiêu để tránh sự giám sát của lực lượng quản lý thị trường thì khả năng kê khai thu thuế chắc chắn cũng bị người bán hàng bỏ lơ. Tác giả bài viết livestream bán hàng qua mạng nở rộ của báo Thanh Niên cho rằng việc thực thi chính sách thu thuế đối với người bán hàng qua mạng hiện gặp khó khăn bởi hiện nay các phương thức trung gian thanh toán rất đa dạng. Trường hợp các đơn vị nước ngoài và các cá nhân có doanh thu qua mạng lựa chọn áp dụng các phương thức thanh toán khác không thông qua ngân hàng thì ngân hàng lẫn cơ quan thuế cũng không biết được thông tin đó. Vì vậy, theo các chuyên gia kinh tế, nhà nước cần có sự đầu tư về kỹ thuật và cơ sở hạ tầng để giúp truy xuất dữ liệu bán hàng chính xác. Thông tin được nhiều báo đăng tải đó là văn bản của Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải trên cả nước thực hiện việc lắp camera trên xe khách. Cụ thể, theo Nghị định số 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải quy định, trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ trở lên và xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera ghi lưu trữ hình ảnh trên xe trong suốt quá trình xe tham gia giao thông. Hình ảnh camera trên ô tô phải được truyền với tần suất từ 12 đến 20 lần một giờ về đơn vị kinh doanh vận tải và đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền. Dữ liệu hình ảnh phải được cung cấp kịp thời, chính xác, không được chỉnh sửa hoặc là làm sai lệch trước, trong và sau khi truyền. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay trên thị trường, một bộ thiết bị giám sát hành trình có chức năng ghi nhận và truyền dữ liệu hình ảnh có giá vào khoảng 4,5 đến 5,5 triệu đồng. Chi phí duy trì máy chủ và đường truyền dữ liệu là khoảng 120.000 đồng một xe một tháng. Việc bổ sung quy định lắp camera trên xe khách vào Nghị định số 10/2020 nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý nhà nước. Trên báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết tựa đề Khoảng trồng về cơ chế. Theo nội dung trong bài viết thì việc cầu thủ bị nợ lương thưởng hay thậm chí là tiền chuyển nhượng về bản chất không có gì đặc biệt. Nó có thể là một thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với cầu thủ. Nhưng chuyện ở câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh nợ lương thưởng đến mức cầu thủ đòi tẩy chay không ra sân thì là vấn đề nhạy cảm hơn nhiều. Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, ở châu Âu, cầu thủ có tổ chức công đoàn riêng, được biết đến như là các hiệp hội cầu thủ nhà nghề nhằm đấu tranh cho quyền lợi của mình. Trong bóng đá cũng có tòa án riêng để phân xử bởi các câu lạc bộ bóng đá chịu sự chế tài từ quy định của các tổ chức quản lý bóng đá nên cầu thủ sẽ được bảo vệ nhiều hơn. Còn tại Việt Nam, không có những định chế này để hỗ trợ cầu thủ, đó là một thiếu sót không nhỏ trong bộ máy bóng đá. Và bài viết đi đến kết luận, đây là khoảng trống về cơ chế quản lý mà nhà nước lẫn các câu lạc bộ bóng đá cần giải quyết.